Hello, xin chào tất cả các anh em trở lại với kênh Đam Mê Bồ Câu. Thì cái video hôm nay thì mình sẽ làm một cái video hướng dẫn cho anh em đúc chim con mới nở anh em. Do những cái trường hợp mà mình nuôi chim con á, mới nở mà mình đưa cho chim vú á, mà nó chim vú hoặc chim bố mẹ nó anh em thấy nó cả ngày rồi mà nó vẫn không đút cho con chim con nó ăn đó anh em. Anh em thấy trong cái diều của chim con nó không có cái gì hết, thấy nó ốm nhơ mà. Là nếu mà mình không can thiệp nó là có thể là qua hôm sau là có thể là con chim con nó bị đói, nó bị chết anh em. Do là chim chim bố mẹ hoặc chim vú nó do nó không có sữa thì mình sẽ lấy một cái loại sữa bột khác của cái dòng mà chim vẹt á, mình pha cũng giống như là mình sữa em bé của anh em, mà sữa em bé không được nha. Cái loại bột đây là một cái loại bột sữa vẹt, loại này thì trên thị trường nó có bán rất là nhiều loại nha anh em, nhưng mà miễn sữa của vẹt là ok anh em. Cái sữa này thì mình cũng mới mua thôi, mà hôm nay mình cũng gặp cái trường hợp chim con á mà nó nở ngày hôm qua rồi anh em, mà mình bỏ từ tối hôm qua mà đến tối hôm nay mà mình kiểm tra thì con chim con nó trong cái diều nó không có một chút thức ăn nào trong hết á. Thì mình sẽ lấy cái này, cái bột sữa vẹt này mình pha với nước sôi, nước ấm anh em, nước mà khoảng 50 độ, 50 độ trở lên, đừng cũng không cần phải quá sôi lên em, khoảng 50 độ, 60 độ, 70 độ gì đó cho sữa nó tan rồi nó ngược, để anh em để cho nó nguội nguội chút xíu anh em bơm vô, tại vì con chim con mà mới nở nó cần phải có một cái ống mà nó rất là nhỏ để bơm nó vô trong anh em, nó như là từng giọt luôn anh em, tại vì con chim con nó mới nở nó rất là nhỏ xíu à, rất là khó. Thì một hồi nữa thì anh em sẽ coi mình sẽ thực hiện thì các anh em có thể giúp các anh em tham khảo được cái cách của mình để anh em áp dụng vô chim của mình nha. Thì mình được rồi, mình cũng mình cũng như là mình nuôi chim lúc nào mình cũng có thủ một cái ít sữa bẹt này anh em, để những cái trường hợp mà chim con bố mẹ rồi nó không có sữa thì mình mua dự phòng thôi. Một cái này là khoảng 70-80 ngàn anh em, cái này là như bao nhiêu gram đây, cái này hình như 300 gram hay gì anh em, 50 ngàn à. Tại vì mình mua một lần vậy mình xài cũng không có hết anh em, xài có nó như là 5-6 tháng mình gặp chắc khoảng 2-3 cái trường hợp thôi, có khi là không có, có khi cái này thì hạn sử dụng của nó rất là chỉ có 6 tháng anh em, tính từ ngày sản xuất á là chỉ có 6 tháng thôi. Thì 6 tháng sau mình phải mua một cái gói khác, gói này mình xài không bao giờ hết được. Gói này mình mua mình xài chỉ có vài lần nên xài không hết, như hết hạn. Mình còn một gói trên kia nữa, lát mình quay xuống cho anh em coi luôn. Mình xài chỉ có vài lần thôi mà mình bỏ rồi, tại vì nó quá hạn sử dụng rồi, nó đút sợ nó ảnh hưởng tới con chim, kiểu như lố vài ngày đúng sao. Thì bây giờ mình sẽ cần những dụng cụ gì thì mời các anh em đón xem. Chào anh em, đây là những cái dụng cụ mà mình cần phải có để mình đút chim con nha anh em. Cái quan trọng nhất đó là cái ống bơm này anh em. Đây là một cái ống chích nha, tiệm này, cái ống chích này thì ở ngoài tiệm thuốc tây nó có bán anh em, chỉ có 1-2 ngàn cái thôi. Còn đây là một cái ống, cái ống này là của mấy cái chai keo 502 anh em, keo dính sắt 502. Thì anh em lấy cái ống này từ cái chai keo đó, anh em gắn vô cái ống chích này. Còn ở đây là sữa bẹt, đây là hạn sử dụng từ 14/2/2024 đến 14/8/2024, chỉ có 6 tháng thôi, với một cái chén. Còn đây là một cái loại cũ của mình nè, mình xài nè, anh em thấy không, nó như là nó còn nguyên siêu luôn. Ủa, kiểu như là nó còn cũng khá là đầy, như một cái mới mình xài chỉ có một ít à đó. Mình nhờ cái này mình cứu được cũng mấy con chim á anh em, nó mấy con mon đây in của mình á.
Nè, cái này tới 19 tháng 2 2024 là hết rồi. Hôm nay là của mình tới tháng 3 rồi. Tháng 3 2024 rồi. Cái này thì miễn cưỡng thì có thể xài được anh em, nhưng mà do là kỹ nên là mình phải mua cái mới. Cái cũ mình sẽ bỏ đi. Đó thì hôm nay mình sẽ khui này ra. Mình đã cắt rồi. Để mình có một tay quay á. Để mình sẽ mở lên trước đây. Thì giờ mình sẽ múc ra một ít nha anh em. Chim con nó không có cần phải nhiều đâu anh em, nó uống rất là ít. Còn một ít là đủ. Rồi. Cần bao nhiêu đây thôi. Còn nước thì lát mình sẽ canh anh em. Anh em canh cho pha cho nước cho nó loãng loãng xíu. Tại chim con á mình pha nó ít nước mà nó đậm đặc quá là nó không có trôi được xuống tới cái diều của nó được anh em. Nó sẽ bị dướng ở cổ họng mà con chim nó sẽ bị nghẹt rồi bị chết. Cái đó là những cái lần đầu mà mình đúc á, mình bị cái đó anh em. Do là mình làm nó đặc quá, mình bơm con chim con nó bị nghẹt, bị chết. Tại vì con chim con mà nó mới nở nó anh em bơm không khéo rồi nó có thể nó bị dướng cổ, nó bị chết, hoặc có thể là rách cái cổ họng của nó luôn anh em. Thì mình đã từng bị rồi nha. Thì mình đúc nhiều lần thì cái tai của mình nó cũng sẽ lên à. Nên anh em cứ mạnh dạn anh em thử nha. Từ từ thì anh em cũng làm được thôi. Thì bây giờ mình sẽ ấy nước sôi vô. Đây là sau khi mình chế nước sôi vô anh em. Mình lại sẽ lấy cái muỗng mình đánh cho nó tan ra nha. Tại vì chim con này nhiêu đây là nó xài cũng không có hết nữa anh em. Nó chỉ gặp một miếng thôi, chịu như mình cầm cự cho nó qua được cái bữa hôm sau là con chim bố mẹ hoặc chim vú là nó sẽ có sữa thôi. Và mấy như cái trường hợp nào mà có thể lâu lắm là khoảng 2-3 ngày anh em chim nó mới có sữa. Còn trường hợp nào mà dễ thì chỉ cần là mình kéo dài cho nó qua khoảng ngày hôm sau nữa là con chim nó sẽ có cái diều, nó sẽ có sữa, là lúc đó anh em khó cần đúc nữa. Mình chỉ hỗ trợ nó cái ở cái giai đoạn mà nó mới nở, mà nó trong một ngày đó nó vẫn chưa có thức ăn trong bụng á, thì mình đánh cho nó tan nó hết, với một phần nữa là nó rất là loãng anh em. Còn anh em bỏ bột nhiều quá là nó sẽ bị kẹo lắm, phải nước nó nhiều xíu thì nó loãng ra. Chờ anh em, đây là chim con mình mới lấy xuống rồi. Còn đây là cái ống chích mà mình đã hút sữa ra. Thì đối với mà mình pha nước nó ấm, cái thứ nhất là để cho con chim nó được ấm bụng xíu anh em, để nước nguội quá thì mình sợ con chim nó bị lạnh bụng. Mình kỹ thôi, nhưng thật ra là cái sữa này bột này mình pha nước nguội vẫn được nha anh em. Thì mình pha nước cho nó ấm để con chim nó giữ ấm cho con chim nó tốt hơn à. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu mình đúc cho nó nha. Thì mình chuẩn bị mấy cái khăn giấy này để mình lau, để cái sữa đó anh em nó bị sặc vô mũi của con chim á, mình có thể lau được đó, cho con chim nó dễ thở nha. Thì bây giờ mời anh em nó xem. Trời ơi, xin lỗi anh em quá, mình bơm con chim xong rồi mà mình quên bấm cái máy quay. Thiệt tình. Mình bơm được một nửa ống rồi anh em, là cái diều nó căng như này nè. Trời ơi, mình kiểm tra lại cái máy thì mình mới biết là mình quên bấm quay. Đấy thì mình sẽ bơm lại chút xíu cho anh em coi nha. Trời ơi, xin lỗi anh em. Tại cái diều nó cũng căng lắm rồi, nhưng mà mình quên bấm cái máy nó quay. Thôi, mở miệng chim ra anh em. Cầm nó, mình đưa thẳng nó lên. Đồ, ống chích mình bóp từ từ thôi. Đừng bóp nhiều quá, bóp vừa phải cho nó cái sữa trên cái miệng con chim á nó tuồn xuống cái diều của nó hết rồi mình sẽ bơm thêm. Đó, vừa phải thôi.
cái gì con chim nó đã căng rồi anh em, nhiều nó căng lắm rồi đó, bơm nó thơm nửa ống rồi. Mình lấy khăn giấy anh em, mình lấy khăn giấy mình lau cái sữa xung quanh cái mép miệng của nó hai bên, như vệ sinh cái mũi của nó. Nhiều khi mình bơm cái nó bị sặc, nó dăng lên mũi nó sẽ bị nghẹt mũi. Nhưng mình hôm nay mình cũng bị nghẹt mũi nên cái giọng nói mình nó hơi u u xíu. Rồi, ok, bây giờ mình sẽ đem lên chim cho con chim vú, bỏ vô ổ chim vú nha. Thì mời các anh em đón xem. Đây, chim con mình mới đút sữa xong nè. Rồi, bây giờ mình sẽ bỏ vô cho con chim vú này. Thì ngày mai, sáng ngày mai mình sẽ quay cho anh em coi tiếp để theo dõi nó, coi con chim vú này nó có đút được cho chim con có sữa chưa ha. Nếu mà khoảng trưa ngày mai mà nó cái gì của con chim nó hết sữa mà con chim bố mẹ vẫn chưa đút là bắt buộc mình phải can thiệp thêm một lần nữa để mình kiểm tra nó sáng trưa chiều rồi anh em. Nó nếu mà nó có đã có sữa rồi, nó lúc nào nó cũng căng đó, thì mình khỏi cần phải can thiệp nữa. Ok, hôm nay giờ là 10 giờ trưa rồi, 9-10 giờ rồi kìa. Thăm thử chim con nha. Chim vú nó bơm chim con rồi anh em, cái diều căng sữa luôn nè. Chim vú nó có sữa rồi nha. Chim vú đã có sữa. Việc mà chim vú nó có sữa vậy là mình thành công rồi đó nha anh em. Mà chúc các anh em thành công nha. Video đây xin tạm kết thúc nha. Chúc các anh em thành công.